Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái hiệu ứng chống rung cho video với phần mềm Filmora 12 Như các bạn đang theo dõi là hai cái clip Một cái clip mình à, quay gốc hay còn một cái clip thì mình đã xử lý chống rung Ok, thực ra thì thao tác nó cũng rất đơn giản thôi à, Đi vào phần mềm nhé Uh, OK, đây là cái tham lai ví dụ của mình nhá. Thực ra thì uh, khi mà quay video làm phim ấy, thì nếu như các bạn muốn chống rung, uh, chống rung cho video ấy thì có mấy cách nhé. Một là các bạn đặt nó cố định một chỗ thôi, đặt cái camera cố định một chỗ, uh, đặt trên chân uh, tripod cái thứ cũng được. Thế còn cách thứ hai nếu như mà bạn quay những cái shot dài ấy thì các bạn cố gắng là sắm cái thiết bị chống rung. Uh, gimbal nhé nó gọi là gimbal gimbal cho điện thoại và cho camera thì nó sẽ đỡ dung hơn rất là nhiều so với việc là bạn quay bằng tay nhé quay handheld bằng tay thì nó sẽ rất là dung đặc biệt là những cái shot mà dài thế còn nếu mà nó hơi rung một tí thì các bạn có thể dùng phần mềm à, xử lý chống rung gọi là khử rung Đối với mình ấy, thì mình không đánh giá cao cái tính năng chống rung của Filmora nhé à, Nó không được tối ưu lắm à, Ok nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn Để các bạn có thể thao tác được Ví dụ đây là cái timeline của mình nhé à, Thao tay uh, timeline uh, Filmora của mình Mình có hai cái clip quay bằng điện thoại thôi Một cái là chưa chống rung và một cái chống rung Để mình sẽ xóa hết đi nhé à, Đầu tiên để mà chống rung cho video Thì các bạn nhớ đưa cái video đó vào trong... Uh, ví dụ mình sẽ kéo cái video này xuống. Cái video này mình quay bằng điện thoại uh, file 4K nhé. À, đây là cái video mà không có chống rung gì nhé. Mình cầm uh, ở tay trái nhé, mình tay trái thì mình đi. Thì các bạn có thể nhìn thấy là hai bên mép này ấy, nó sẽ hơi 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 rung một tí thôi. thế là mình đi thì mình đi chậm nhé, cố gắng đi chậm. đó nó hơi rung một tí thôi coi như là nó vẫn có thể dùng được nếu như mà mình uh, gọi là không muốn chống rung tuy nhiên là nếu như mà mình muốn nó chống rung cho nó mượt hơn một tí ấy, thì các bạn sẽ làm như này nhé các bạn kích đúp vào cái video kích đúp vào video ở trên timeline nhé à, kích đúp vào sau các bạn chọn tiếp vào video nhé chọn tiếp vào cái tab video sau chọn vào ai tool nhé ai tool tức là cái tool trí tuệ nhân tạo ấy sau bạn kéo xuống ở dưới này nhé các bạn kéo xuống thì nó có một cái gọi là stabilization nhé các bạn ấn vào nút này để cho nó bật cái tính năng stabilization lên sau các bạn ấn vào nút này click to start analysis tức là ấn vào đây để bắt đầu phân tích video ấn vào đây sau các bạn phải đợi nhé tùy theo cái clip của bạn dài hay ngắn ví dụ cái này của mình có 7 giây thôi nhưng mà mình cũng phải đợi một lúc ấy tại vì cái thao tác này nó là thao tác kiểu trí tuệ nhân tạo đơn ra là nó rất là mất thời gian ok đợi xong thì mình sẽ chỉ các bạn tiếp Ok, sau khi Filmora nó đã phân tích cái video của bạn xong rồi ấy, Thì bạn sẽ có thêm mấy cái tùy chọn nhé Ở chỗ này, đầu tiên là cái mức độ mượt Thì cái mức độ mượt này nó sẽ từ 10 cho đến 100 Bạn kéo cái này nhé, kéo này à, Nhưng mà khi mà bạn kéo, ví dụ kéo lên 100 Thì các bạn nhìn thấy cái khung hình của bạn ấy Nó đã zoom phóng to ra rất là nhiều Tức ra là thông thường ấy, mình sẽ để khoảng tầm 10, 20 thôi Ở đây ví dụ 10 này, đến cùng lắm là 20 thôi bởi vì là khi mà bạn càng kéo lên cao ấy thì cái khung hình của bạn nó càng được phóng to ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phần uh, xử lý mép, xử lý mép của video. Khi mà nó chống rung cho các bạn ấy thì cái mép của video ấy, cái phần mềm nó phải xử lý. Thì nó có ba cái chế độ xử lý. Reflect này, Reflect Tie hoặc là Extended. Uh, thứ hai cái này ấy, nó là cái thuật ngữ ở trong Photoshop ấy mà đến mình mình cũng không hiểu là nó là cái kiểu gì. Thật ra là các bạn cứ chọn theo kinh nghiệm, các bạn có thể chọn Reflect hoặc là Extend. Thông thường mình hay chọn là Reflect. Reflect nó kiểu dạng phản chiếu ấy Đấy Thì uh, các bạn cứ chọn Reflect Và sau đó các bạn ấn vào OK Và đây là cái video mà các bạn uh, chống dung nhé uh, Video thường và video đã chống dung Để mình copy cái này ra Xong mình dán nó ra đây uh, Đây là video thường này Video thường này là không có chống dung nhé Bỏ chống dung đi Và video bên này là có chống dung Mình sẽ render cái timeline Xong mình show cho các bạn xem Ok Đây là cái video mà chưa chống rung và cái video chống rung nhé mình play các bạn xem Đó, rất là rung và đây là cái video đã chống rung rồi à, nó đỡ hơn được một tí à, cái mức chống rung ở đây là 20 nhé 20 phần à, trăm thế còn à, nếu mà nó rung hơn nữa thì bạn có thể kéo lên là 30 nhưng mà khi đấy thì Yeah, video của bạn nó sẽ kiểu crop bé lại mà mình thì thấy nếu mà video mình nó quá dùng thì tốt nhất là thôi mình đi quay lại cho nó đỡ mệt Ok đấy là cái cách mà để các bạn chống dung cho video bằng phần mềm Filmora Thực ra thì uh, có một cách nữa là nếu như là các bạn mà quay video ấy mà thấy nó rung quá ấy, thì các bạn có thể làm chậm cái video cũng được nếu như mà bạn làm chậm video thì nó cũng đỡ rung hơn ấy tức là nó đang rung nhanh này thì nó sẽ rung chậm này nhưng mà đấy là chỉ là cái giải pháp tình thế thôi uh, ok đơn giản thế thôi đấy là làm nào để chống rung cho video với phần mềm Filmora 12 mình hy vọng là video này hữu ích các bạn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo goodbye